kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Theo đó, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 23 tháng 2, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa, trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 17 đến 20 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 15 đến 17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, các khu vực còn lại trên cả nước duy trì ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Về thời tiết trên biển Vịnh Bắc Bộ, thời tiết có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, ngày gió Đông Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Từ chiều tối, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 5, giật cấp 7, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Quần đảo Hoàng Sa thời tiết không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, 4. Từ gần sáng mai, gió chuyển hướng Đông đến Đông Bắc cấp 4, 5, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Thời tiết quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Sau đây là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, đêm có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Nam cấp 2, 3, đêm gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, 3, đêm trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ thời tiết nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, riêng khu Tây Bắc từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, riêng khu Tây Bắc từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, 3, trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi từ 17 đến 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thời tiết nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Nam cấp 2, 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tây Nguyên thời tiết có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh thời tiết ít mây, không mưa, trời nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!